những các bạn học sinh. Con tên là Nguyễn Hà An, con học ở lớp City Pop, học viện sáng tạo công nghệ trẻ tại kia. Hôm nay con sẽ trình bày về dự án cho con, đó chính là hệ thống tự bật và tắt đèn theo ngày ban đêm ạ. Đây là buổi sáng thì các bác và các thầy cô giáo, các bạn học sinh có thể thấy là mặt trời đã chiếu sáng lướt xuống điện trở và quang trở nên đèn sẽ không bật được ạ. Và bây giờ là buổi đêm thì các bác có thể thấy là chiếc đèn đường này đã bật lên, vì ban đêm thì buổi tối rất là tối, không thể có ai có thể nhìn thấy được đường, nên là chiếc đèn này đã giúp mọi người có thể nhìn thấy được và đi đường, và bây giờ đã quay trở lại ban ngày. Thì chiếc đèn này lại tự động tắt đi, nên là buổi sáng thì ánh nắng mặt trời sẽ luôn tỏa xuống để sáng, còn ban đêm thì sẽ rất là tối. Con cảm ơn mọi người đã lắng nghe, con mong nhận được